Bà xã Đoàn Văn Hậu, người đẹp Doãn Hải My vừa có bài đăng chia sẻ hành trình làm mẹ của mình. Cô công khai những vết sạn đầu tiên trên da, gặp kiếp nạn mẹ bầu. Đây cũng là điều mà Hòa Minzy từng lên tiếng bởi bản thân cũng trải qua. Ở những tháng gần cuối của thai kỳ, nàng wife and girlfriend đình đám Doãn Hải My nhận nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng ngọt ngào, mặn mà trong giai đoạn bầu bí. Mẹ bầu Gen Z trộm vía không tăng cân quá nhiều, các đường nét vẫn thanh tú như ngày nào. Tuy vẫn duy trì được nhan sắc vạn người mê, Hải My cũng không tránh khỏi kiếp nạn mà nhiều mẹ bầu gặp phải, đó chính là giãn da. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Hải My, khi chưa mang thai, mức cân của cô chỉ duy trì ở 46-47kg. Sau khi có thêm bé rồng, cân nặng tăng lên 58 và bụng cũng to lên đáng kể. Bởi vậy, việc giãn da là khó có thể tránh khỏi. Bà xã Đoàn Văn Hậu còn nói thêm về tâm lý, khi cô bị ảnh hưởng, tâm lý thì cũng nhạy cảm hơn, dễ nóng hơn và cũng dễ tủi thân lặt vặt. Nhưng nhìn chung vẫn rất vui vẻ thoải mái ạ, trộm vía từ bầu đến giờ vẫn chăm chỉ cày được. Doãn Hải My cũng cho biết cô bị nghén nặng 3 tháng đầu, không ăn uống được mấy, làm gì cũng dễ thấy mệt mỏi, nhạy cảm, dễ tủi thân, khó ngủ. Tuy nhiên, người đẹp xem việc mang thai như một nhiệm vụ thiêng liêng của phụ nữ nên cố gắng cân bằng, giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ. Qua giai đoạn đoạn thai kỳ, bà xã Văn Hậu nói hiện sức khỏe thể chất, tinh thần đều ổn định. Doãn Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng dừng chân ở top 10. Sau cuộc thi, Doãn Hải My hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô cũng được nhiều người chú ý hơn kể từ sau khi hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn kinh doanh riêng. Sau hơn 3 năm tìm hiểu, Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của hậu vệ câu lạc bộ Công an Hà Nội hôm ngày 17 tháng 9 năm 2023 và tổ chức hôn lễ vào tháng 11 cùng năm. Hôm ngày 23 tháng 3, Văn Hậu, Hải My công bố sắp có con đầu lòng. Về việc giãn da, đây là điều khó tránh khỏi của mẹ bầu. Nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng từng công khai loạt ảnh da bị giãn nặng khi bé Bo 2 tuổi. Cô cũng chia sẻ đây là những vết giãn hạnh phúc, cô vẫn rất yêu quý những vết giãn này mặc dù không được đẹp mắt trên cơ thể. Theo đó, mẹ bé Bo đã dung cận vòng 2 đầy vết giãn chằng chịt hậu mang thai và sinh nở. Có thể thấy, vòng eo của nữ ca sĩ đã không còn đẹp như trước kia mà xuất hiện rất nhiều vết nứt da do cơ địa thay đổi trong lúc mang bầu. Trong lần đầu tiết lộ khuyết điểm cơ thể, Hòa Minzy thổ lộ, mẹ hạnh phúc khi có Bo, mẹ hạnh phúc luôn với những vết giãn chằng chịt đầy bụng, tự tin lên nào các mẹ bỉm. Bên dưới bình luận, nữ ca sĩ không thể cùng nhau suốt kiếp còn cho biết bản thân bị giãn da rất nặng trong lúc mang thai nên sau 2 năm chỉ giảm đi phần nào chứ không mất hẳn. Chính vì lý do này, bà mẹ một con quyết chẳng nhận quảng cáo các sản phẩm trị giãn da vì không thể dối lừa hội mẹ bỉm. Theo nhiều nghiên cứu cùng các khảo sát thị trường, hầu hết phụ nữ mang thai không thể xác định được thời điểm cụ thể của việc xuất hiện giãn da vì nó phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Thế nhưng, theo số liệu thống kê, khoảng 90% chị em trong quá trình thai nghén sẽ bị giãn da, đặc biệt là khi họ bước vào tháng thứ 6 hoặc thứ 7 của thai kỳ. Với sự phát triển của thai nhi và sự tăng cân của người mẹ, các vết giãn sẽ ngày càng to ra và xuất hiện nhiều hơn.